Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Kim Đồng. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các em các bài học trong chương trình toán học kỳ 2, chương tam giác đồng dạng, bài số 1, đó là định lý Thales trong tam giác. Nội dung bài thì gồm có 4 phần. Thứ nhất là tỷ số của hai đoạn thẳng. Thứ hai là đoạn thẳng tỷ lệ. Nội dung thứ ba, định lý Thales trong tam giác. Và cuối cùng là phần hướng dẫn bài tập. Mời các em bước vào nội dung bài. Phần đầu tiên là tỷ số của hai đoạn thẳng. Ta đi vào định nghĩa. Tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Chúng ta đọc lại, tỷ số của hai đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Thì ở đây chúng ta biết là mỗi đoạn thẳng có một cái độ dài xác định. Như vậy thì để tính cái tỷ số của hai đoạn thẳng đó, chúng ta lấy cái độ dài của chúng và tính. Ở đây các em lưu ý là hai cái đoạn thẳng đó phải có cùng một cái đơn vị. Tỷ số của hai đoạn thẳng AB và CD được ký hiệu là AB trên CD. Một cái lưu ý nữa là tỷ số của hai đoạn thẳng thì không phụ thuộc vào cách chọn của đơn vị đo. Ở đây có nghĩa là dù chúng ta chọn cái đơn vị đo là gì thì tỷ số của chúng luôn luôn là một số không đổi. Ví dụ như là AB đơn vị là cm thì CD cũng có đơn vị là cm. AB chúng ta tính theo đơn vị là mét thì CD cũng là đơn vị là mét. Kết quả của chúng thì vẫn không thay đổi. Chúng ta đi vào cái ví dụ 1. Cho đoạn thẳng AB bằng 20 cm, CD bằng 30 cm. Thì bây giờ tỷ số của AB trên CD là như thế nào? Thì ở đây theo đúng cái phần định nghĩa trên thì chúng ta sẽ lấy là độ dài của chúng để tính cái tỷ số này. Hai cái đoạn thẳng này cho đã cùng đơn vị cm rồi. Như vậy ở đây ta có là AB trên CD. Nó sẽ bằng 20 trên 30. Và rút gọn thì được 2 phần 3. Như vậy ta nói là tỷ số của hai đoạn thẳng AB trên CD là 2 phần 3. Ví dụ B. Nếu EF bằng 5 dm, GH bằng 40 cm thì cái tỷ số EF trên GH nó bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta có thể dừng video lại trong khoảng 30 giây, ta tìm câu trả lời rồi thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm. Ở đây có phải mình lấy 5 chia 40 không? Câu trả lời là không, đúng không? Tại vì ở đây là mình thấy AF có đơn vị là dm. Mà ở trên là định nghĩa chúng ta đã nói rồi là phải cùng một cái đơn vị đo. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đổi là dm sang cm hoặc là cm. Chúng ta đổi về dm. Cái nào cũng được, kết quả của chúng vẫn không thay đổi. Thì trong cái bài này thì chúng ta có thể giải là đổi là 50 cm trên 40 cm, kết quả rút gọn là 5/4. Trong sách giáo khoa mình thì có cái bài tập tương tự, đó là bài số 1 trang 58, bài 2, bài 3 trang 59. Hai cái bài này thì cũng tương tự thôi, chúng ta tự làm ở nhà. Hoặc là chúng ta phải dừng video lại, chúng ta làm trước rồi chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần tiếp theo cũng được. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là đoạn thẳng tỷ lệ. Ví dụ 2. Cho AB bằng 2 cm, CD bằng 5 cm, A' B' bằng 4 cm, C' D' bằng 10. Bây giờ chúng ta thấy là AB trên CD á thì bằng 2 phần 5,
cái phần trước chúng ta làm cái này rồi, a phẩy b phẩy trên c phẩy d phẩy thì bằng là 4/10, rút gọn là 2/5. Từ hai cái ví dụ này thì ta suy ra AB trên CD thì bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Như vậy thì từ cái tỷ lệ thức này, khi đó ta nói là hai cái đoạn thẳng AB CD sẽ tỷ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy. Chúng ta đi vào phần định nghĩa. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỷ lệ với hai đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy nếu có tỷ lệ thức AB trên CD thì bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Ở đây các em lưu ý là viết theo đúng thứ tự nè, AB và CD tỷ lệ với đoạn thẳng A phẩy B phẩy và C phẩy D phẩy. Như vậy chúng ta lấy là AB trên CD thì sẽ bằng A phẩy B phẩy trên C phẩy D phẩy. Viết cái này thì không có được nhầm ha. Hoặc là một cái tỷ lệ thức tương đương là chúng ta đổi chỗ cái thằng CD với A phẩy B phẩy với nhau. Đây là kiến thức về cái đại số bình thường rồi. Thì chúng ta có được một cái tỷ lệ thức mới là AB trên A phẩy B phẩy sẽ bằng là CD trên C phẩy D phẩy. Như vậy thì cho hai đoạn thẳng tỷ lệ với nhau, ta ghi cái tỷ lệ thức thứ nhất, tỷ lệ thức thứ hai này đều được hết. Chúng ta qua ví dụ 3. Cho hai đoạn thẳng EF và NM tỷ lệ với hai đoạn thẳng IH và JK. Câu hỏi đặt ra là tỷ lệ thức nào sau đây đúng? Chúng ta có 4 đáp án A, B, C và D. Thì để làm cái bài này thì chúng ta khoan hãy nhìn những cái đáp án này, các em dựa vào cái phần định nghĩa ở trên chúng ta tự ghi ra trước xem nè. Một trong hai cái tỷ lệ thức này, xem nó rơi vào trường hợp nào. Như ta viết ra trước rồi chúng ta hãy nhìn đáp án. Thì ở đây chúng ta thấy là AB nó tương ứng với AF ở đây, CD thì là NM, A phẩy B phẩy thì là IH và C phẩy D phẩy thì là JK. Như vậy thì chúng ta có cái tỷ lệ thứ nhất là EF trên NM thì nó bằng gì? IH trên JK. Và cái tỷ lệ thức thứ hai là lấy EF chúng ta chia cho IH thì bằng NM chia cho JK. Đấy, như vậy trong bốn đáp án này chúng ta thấy là chỉ có cái đáp án C là thỏa mãn cho chúng ta cái tỷ lệ thức đúng, EF trên IH thì bằng NM trên JK. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta qua nội dung quan trọng nhất của bài hôm nay là định lý Thales trong tam giác. Nội dung định lý: nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Chúng ta đọc lại: nếu một đường thẳng song song, chúng ta lưu ý đây có yếu tố song song, với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Thì để dễ hình dung chúng ta quan sát hình vẽ này. Cho tam giác ABC, cái đường thẳng MN nó cắt hai cạnh của tam giác, cắt cạnh AB tại M và cắt cạnh AC tại N. Chúng ta quan sát hình. Khi đó thì trên cạnh AB nó có ba đoạn thẳng là AM, MB, AM, MB
và đoạn thẳng AB. Trên cạnh AC thì nó có ba đoạn thẳng, đó là AN, NC và AC. Các đoạn thẳng này sẽ tương ứng tỷ lệ với nhau. Như vậy ở đây tương ứng tỷ lệ mà có là AM thì tương ứng với lại là AN. MB thì sẽ tương ứng với lại là NC. Tương ứng nó chiếu thẳng qua đây. Và AB thì nó tương ứng với lại là AC. Chúng ta có cái giả thiết và kết luận như sau. Giả thiết tam giác ABC có MN song song BC, M thì thuộc AB, N thuộc AC. Chúng ta lưu ý là định lý Thales chỉ xảy ra khi cái đường thẳng MN này nó song song với BC, nó cắt chỗ nào trên đoạn thẳng cũng được, miễn nó song song với BC thì chúng ta sẽ có được cái định lý Thales này. Khi đó phần kết luận chúng ta sẽ là tương ứng tỷ lệ AM trên AB. Chúng ta lấy là AM trên AB thì nó sẽ bằng là AN trên AC. Hồi nãy mình đã nói rồi là AM nó tương ứng với AN, AB nó tương ứng với AC. Như vậy khi lấy là AM chia AB thì bằng AN trên trên AC. Chúng ta có được cái tỷ lệ thức thứ nhất. Bây giờ ở đây còn cái đoạn thẳng nữa là MB. Đây, chúng ta có là MAM. AM trên MB thì tương ứng là gì? AN trên trên NC. Và cái tỷ lệ thức thứ ba, MB MB trên AB thì bằng là NC trên trên AC. Như vậy ở đây ta có thể là nhìn vào đây mà làm ra viết ra được ba cái tỷ lệ thức này thì học thuộc lòng thì có lẽ là mình học không nổi rồi. Thì mình chỉ hiểu cách như thế này. Chúng ta có một cách hiểu như thế này. Đó là chúng ta nhìn hai cái cạnh hai bên này thì cái cặp thứ nhất chúng ta có là AM nó tương ứng với AN. Đúng chưa? Chúng ta ghi ở ngoài nháp ra trước. Cái cặp thứ hai đó là MB á thì nó tương ứng với là NC. Và cái cặp thứ ba đó là cạnh AB nó tương ứng với AC. Như vậy thì chúng ta viết ra đúng như thế này rồi, chúng ta lập cái tỉ số nào cũng được. Ví dụ ở đây chúng ta lấy là AM trên MB thì không cần nhìn ở trên đây. AM trên MB thì bằng là AN trên NC. Ví dụ chúng ta lấy cặp thứ nhất và cặp thứ ba đi. AM trên AB thì tương ứng sẽ là AN trên trên AC. Rồi ví dụ chúng ta lấy là cặp thứ hai và cặp thứ ba đi, chúng ta có là MB trên AB thì bằng NC trên A AC, đúng thứ tự như vậy. Giờ một đây chúng ta dễ viết hơn, còn à theo cái giả thiết kết luận chúng ta học thuộc cái này thì khi mà đổi cái đỉnh lại chúng ta sẽ bị rối ngay. Mình hiểu cái quy luật thì mình ghi ra rất là dễ. Rồi bây giờ cái định lý Thales này sử dụng để làm gì? Ví dụ như là tôi cho là MN song song với BC, chúng ta cần tính độ dài một đoạn nào đó ha. Thấy giờ, ví dụ ở đây chúng ta suy ra được là AM trên AB bằng AN trên AC thì người ta cho độ dài của một có 3 trong 4 cái đoạn thẳng này và một đoạn còn lại chưa biết thì chúng ta sẽ vận dụng định lý Thales này để tính cái độ dài. Chúng ta qua cái phần bài tập. Ví dụ tính độ dài x trong các hình sau. Hình A. Tam giác ABC MN song song BC, các độ dài cho trước như nên hình nhé. AM AN rồi
MBNC. Lưu ý ở đây là trên hình chúng ta không có ghi đơn vị thì nghĩa là cùng đơn vị đo rồi. Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta có yếu tố song song rồi đây, MN song song với BC. MN song song với BC thì chúng ta vận dụng định lý Thales thì trước tiên chúng ta phải ghi ra cái đẳng thức cho đúng cái đó. Cái tỷ lệ thức cho đúng. Đấy. Thì ở trên cạnh thứ nhất này chúng ta ghi ra được ba độ thẳng với độ dài của nó là AM bằng 5, MB bằng x. AB thì bằng 5 cộng x. Tương ứng AM đi chiếu hôm đây sẽ là AN AN. Rồi MB thì tương ứng vào bên này sẽ là NC. Và AB thì tương ứng với lại bên này sẽ là AC. Như vậy chúng ta có được ba đầu thẳng tương ứng với nó với độ dài AN bằng 6, NC bằng 3, AC thì bằng 9. Bây giờ trở lại vấn đề là chúng ta lập cái tỷ số, chúng ta đi tìm x. Thì ở đây là chúng ta chọn là chọn cặp thứ nhất và cặp thứ hai này nó tương ứng nè. Dễ tìm x hơn. 4 đoạn thẳng thì biết được độ dài của 3 đoạn rồi, chúng ta tính được độ dài x này rất là dễ dàng. Như vậy ở đây chúng ta chọn cặp thứ nhất và cặp thứ hai. Đấy, lập cái tỷ số này. AM trên MB thì bằng AN trên NC. Chọn cặp thứ ba này cũng được nhưng mà nó phức tạp hơn, là một cái đa thức này. Rồi, chúng ta bước vào bài giải. Lý luận nha, vì MN song song với BC theo định lý Thales ta có AM trên MB thì bằng AN trên NC. Chúng ta chỉ cần một cái tỷ lệ thức thôi, nó cần cái nào ta lấy đúng cái đó ra là được. Câu vị tiếp theo là rất dễ dàng, ta thay số vào thôi, AM bằng 5, MB là x, AN là bằng 6, NC bằng 3. Tới đây giải sao? À, muốn tìm x chỗ này chúng ta cái việc là nhân chéo và chia ngang lên thôi, cái này kiến thức đại số cơ bản rồi ha. Muốn tìm x chúng ta lấy 3 nhân 5 chia cho 6, kết quả là 2,5. Như vậy là kết quả cuối cùng x bằng 2,5. Ví dụ B cho hình tam giác DAF, đường thẳng D song song AF với độ dài các đoạn tương tự như vậy, các em ghi ra ngoài nhé. Các cái đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ như sau. Cặp thứ nhất là chúng ta có ba đoạn thẳng DH đi từ trên xuống là DH x, HE là 2, DE là x cộng 2. Rồi tương ứng như vậy bên đây, cặp đoạn thứ nhất DK bằng 3, DK rồi tương ứng với HE sẽ là KF 1,5, DF là đoạn lớn nhất đây 4,5. Chọn cặp nào? Cặp thứ nhất và cặp thứ hai đúng không? Cũng tương tự như bài hồi nãy thôi. Đây, chúng ta chọn cặp thứ nhất và cặp thứ hai. Cái này chúng ta ghi ngoài nháp nha, trong bài làm của mình thì chỉ được cái bài giải thôi. Giải trình bày tương tự. Vì D song song EF, nhớ lý luận phần này là phải có yếu tố song song. Chưa có thì đi chứng minh, cho rồi thì chúng ta sử dụng. Theo định lý Thales ta có DH trên HE thì bằng là DK trên KF. DH trên HE thì bằng là DK trên KF. Chúng ta thay vào tương tự như câu A. X 2 3 1,5. Tương tự nhân chéo chia ngang chúng ta tìm x, 2 nhân 3 chia 1,5. Kết quả là bằng 4. Như vậy x chúng ta tìm được là bằng 4. Ở đây trong sách giáo khoa của mình trang 59 có một bài tập số 5 đó. Nó tương tự như vậy thôi. Các em về nhà làm rồi cách làm tương tự như vậy thôi. Bài tập
Ở đây thì ngoài những cái bài tập trong sách giáo khoa thì cũng cho thêm hai bài, hai cái hình tìm x trong các hình vẽ sau. Đây, hình A, hình B. Chưa thấy hình A thì nó tương tự như cái ví dụ ở trên mình đã làm rồi ha. Rất là đơn giản, phải cho AB song song với E rồi. Độ dài các đoạn chúng ta ghi tương ứng tỷ lệ, lập tỷ số, chúng ta tìm được độ dài đoạn x này. X này chúng ta lưu ý là gì đây? Là cái bằng đoạn bằng cái đoạn là FB cộng cho B BE. Ở đây thầy hướng dẫn cái câu B thôi. Hướng dẫn câu B. Câu B thì chúng ta thấy là RS á, trên hình này RS với NB nó chưa song song. Đấy, nhưng mà nó cho yếu tố nè, vuông góc. Cho hai cái vuông góc này thì chúng ta sẽ chứng minh được, đầu tiên là chứng minh cái RS này song song với NB cái đã. Bằng cách sử dụng yếu tố song song đây, từ từ vuông góc đến song song đây. Đấy. Chứng minh song song rồi thì làm sao nữa? Ở đây chúng ta phải có được độ dài của MS, MS cần tính thì chưa có là X nè. MB cũng chưa có luôn. Đấy, SP thì cũng chưa có luôn. Như vậy nó chưa có áp dụng cái Thales liền được, mà chúng ta phải tính được cái độ dài của MB ra bằng cách tam giác MNB là nó vuông tại N chưa. Như vậy là ta áp dụng định lý Pythagore, chúng ta tính được cái cạnh huyền PM. Rồi đấy, tính được PM xong rồi, chúng ta có yếu tố song song rồi thì áp dụng định lý Thales ha. Như vậy cái hình B là thầy sẽ hướng dẫn như vậy các em tự làm. Thì bài giải đến đây là kết thúc. Chúc các em ôn tập tốt. Xin kính chào.